Xin chào quý vị và bà con. Rất vui mừng được gặp lại bà con chăn nuôi trong chương trình Đất Tâm Vết cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, bệnh như cắt sơn trên chim bồ câu hay còn được gọi là dịch tả chim là một trong những bệnh phổ biến xảy ra ở chim bồ câu. Bệnh như cắt sơn rất nguy hiểm và có thể gây chết hàng loạt cho chim bồ câu. Và để bà con chăn nuôi có thêm những kiến thức để phòng tránh bệnh này trên chim bồ câu, trong kỳ phát sóng ngày hôm nay, Đất Tâm Vết sẽ cùng bà con tìm hiểu về bệnh như cắt sơn trên chim bồ câu. Mời bà con cùng đón xem. Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh như cắt sơn do virus thuộc nhóm paramyxovirus gây ra. Khi vấn đề vệ sinh chuồng trại không được đảm bảo, bà con chăn nuôi không tiến hành khử độc, sát trùng định kỳ để loại bỏ vi khuẩn virus gây bệnh cho chim bồ câu thì bệnh sẽ bùng phát. Virus gây bệnh như cắt sơn được phân ra thành 3 nhóm theo độc lực là nhóm gồm các chủng có độc lực cao, nhóm gồm các chủng có độc lực vừa và nhóm gồm các chủng có độc lực thấp và không có độc lực. Về đường lây truyền của bệnh, bệnh như cắt sơn xảy ra trên mọi lứa tuổi của chim bồ câu và lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và đường hô hấp. Bệnh lây trực tiếp qua tiếp xúc giữa phân, dịch tiết của chim bồ câu mắc bệnh lây cho chim bồ câu khỏe hoặc lây gián tiếp qua các chất bài tiết, qua thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển hay do chim bồ câu tiếp xúc với các nguồn mang bệnh. Virus như cắt sơn có thể lây qua vỏ trứng từ phân của chim bồ câu bị nhiễm bệnh. Bệnh xảy ra vào tất cả các thời điểm trong năm, đặc biệt là mùa phát mạnh vào mùa lạnh và khi có độ ẩm không khí cao. Về triệu chứng biểu hiện khi chim bồ câu nhiễm bệnh, bệnh như cắt sơn trên chim bồ câu thường tiến triển qua ba thể chính là thể hóa cấp tính và thể mãn tính với các triệu chứng sau. Thứ nhất là thể hóa cấp tính. Ở thể này, bệnh phát triển rất nhanh, chim bồ câu ủ rũ vài giờ rồi chết mà không biểu hiện triệu chứng của bệnh. Thứ hai, thể cấp tính, chim ủ rũ, ăn ít, uống nhiều nước, lông xù, một cơn sốt cao từ 42 đến 43 độ C, sổ mũi, khó thở, cũng chảy ra chất nhớt, diều bị đầy hơi không tiêu thức ăn, bồ câu bị khô chân, bị ỉa vân trắng, xanh, vàng nhớt, chim đẻ sản lượng trứng giảm hoặc là ngừng đẻ hoàn toàn. Thứ ba là thể mãn tính, ở thể này, bồ câu có triệu chứng rối loạn thần kinh, cơ quan vận động bị tổn thương, chim bồ câu vặn đầu ra sau, đi giật lùn hoặc vòng tròn, mổ không đúng thức ăn, khi bị kích thích sẽ xảy ra co giật. Qua ba thể của bệnh có thể rút ra biểu hiện chung của chim bồ câu khi bị bệnh như cắt sơn như sau: chim bồ câu ăn ít, uống nhiều nước, diều đầy hơi không tiêu, đi ỉa phân trắng xanh vàng nhớt, khó thở, chảy nước mắt nước mũi, bồ câu bị liệt, nghẹo đầu, nghẹo cổ. Về bệnh tích khi mổ khám chim bồ câu bị bệnh, thứ nhất ở thể hóa cấp tính, bệnh tích mổ khám không rõ ràng, đôi khi chỉ thấy xuất huyết ở màng ngực và cơ quan hô hấp. Thứ hai là ở thể cấp tính, xoang mũi và miệng chứa dịch nhớt màu đục, niêm mạc miệng mũi khí quản sưng và xuất huyết. Thứ ba ở thể mãn tính, bệnh tích biểu hiện rõ ở đường tiêu hóa, niêm mạc dạ dày tuyến xuất huyết màu đỏ tròn bằng đầu đinh kim. Các điểm xuất huyết này có thể tập trung thành từng vệt, dạ dày xuất huyết, ruột non xuất huyết, viêm có thể có những lốt loét hình tròn, gan có một số đám thoái hóa mỡ nhẹ màu vàng, thận bị phù nhẹ và có màu nâu xám, bao tim, xoang ngực, bề mặt xoang, ức, xuất huyết. Về cách phòng bệnh, bệnh như cắt sơn là bệnh do virus gây ra nên cách phòng bệnh tốt nhất là làm vaccine đầy đủ cho chim bồ câu, bao gồm cả chim non và chim bố mẹ theo định kỳ. Các loại vaccine cần làm cho chim bồ câu, Đất Tâm Vết đã tổng hợp để bà con nắm được theo bảng sau. Bà con cần chú ý nguyên tắc sau. Trước khi tiêm vaccine như cắt sơn cho chim bồ câu thì trước đó đàn bồ câu phải được làm 2 lần vaccine Lasota để tạo được miễn dịch cơ sở. Có như vậy thì khi tiêm vaccine vào sẽ nâng cao hiệu quả bảo hộ, tạo miễn dịch bảo hộ chắc chắn cho chim bồ câu. Trong trường hợp chim bồ câu chưa được tạo miễn dịch cơ sở mà bà con tiêm vaccine vào sẽ gây bệnh nhân tạo cho chim bồ câu. Vì vaccine tiêm là loại vaccine có độc lực mầm bệnh cao nên bà con chỉ được dùng khi đàn chim bồ câu đã được tạo miễn dịch cơ sở bằng vaccine Lasota. Ngoài ra, bà con cần phải đảm bảo môi trường chuồng nuôi chim bồ câu luôn sạch sẽ, thông thoáng bằng cách quét dọn hàng ngày, vệ sinh máng ăn, máng uống của chim bồ câu và mỗi ngày luôn thay nước mới cho bồ câu, tránh sử dụng nước cũ đã bị thức ăn rơi vãi vào. Định kỳ hàng tuần, phun thuốc sát trùng cho toàn bộ chuồng trại nuôi chim bồ câu bằng những loại thuốc sát trùng sử dụng được khi có mặt vật nuôi ở trong chuồng như đề xuất Super, Intergenia Lan hoặc Ionida Cầm của công ty VD Phạm Ma để tiêu diệt những mầm bệnh có thể gây bệnh cho chim bồ câu. Trước khi phun thuốc sát trùng thì bà con cần dọn sạch sẽ phân và rác trên nền chuồng và phải phun thuốc nền chuồng. Nâng cao sức đề kháng cho chim bằng các sản phẩm như VitaHub của công ty Sao Mai giúp hỗ trợ đồng thời vitamin, điện giải và giải độc gan thận cho chim bồ câu. Về cách điều trị,
Bệnh Newcastle trên chim bồ câu là bệnh do virus gây ra nên không có thuốc điều trị đặc hiệu, và con sử dụng phác đồ hỗ trợ điều trị bệnh khi vật nuôi mắc bệnh do virus gây ra như sau. Phác đồ 1, sử dụng sản phẩm Good Body của công ty Sao Mai giúp chim hồi sức, giảm chết, giải độc cho chim, kết hợp với Paramon 200WS của công ty GB Phạc Mai để hạ sốt, cắt cơn sốt cho chim bồ câu nếu chim bị sốt, tiêm kháng thể Hanvet KTG và làm lại vaccine, sử dụng kháng sinh Interferon Oren của Interchemia Hà Lan để phòng kế phát các bệnh khác cho chim bồ câu. Phát đồ 2, bà con sử dụng sản phẩm Good Care của công ty Sao Mai giúp chim bồ câu hồi sức, giải độc, giảm chết cho chim, cùng với sản phẩm Paramon 200WS của công ty và bên Phạc Mai để hạ sốt, các cơn sốt cho chim bồ câu nếu bồ câu bị sốt, tiêm kháng thể Hanvet KTG, làm lại vaccine và cho chim uống Flumeso 200WS của Interchemia Hà Lan để phòng kế phát các bệnh khác cho chim bồ câu. Ở tất cả các phác đồ, bà con nên sử dụng thêm sản phẩm GCKC của công ty Sao Mai để bổ sung đường gluco, artiso, vitamin C để giúp tăng sức đề kháng cho bồ câu, kết hợp với men tiêu hóa Hasbro của công ty Sao Mai để bổ sung các chủng vi sinh, enzyme rất có lợi cho hệ tiêu hóa của chim bồ câu. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, Dr. Vet vừa cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về bệnh Newcastle trên chim bồ câu để bà con có những biện pháp phòng và xử lý kịp thời khi chim bồ câu bị bệnh. Nếu bà con cần tư vấn gì thêm thì có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của Dr. Vet. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.